Máy sưởi BA35 công suất siêu tiết kiệm điện chỉ 20W, chạy được 35 lít trên phút. Đây là hình dáng của cái máy. Cái máy là vỏ bằng nhôm, có thể chống được nước mưa nha các bạn. Để được ngoài trời mưa gió cũng không hư nữa, không rỉ sét, không vào nước. Máy chạy rất êm và không có tiếng ồn. Ở đây mình sẽ test ở cái đĩa sưởi đường kính 20 xăng. Đĩa sưởi đường kính 20 xăng là cái đĩa rất to nha các bạn. Đường kính rộng 20 xăng mà nó chạy được 2 đĩa như thế này đây. Chạy 2 đĩa một lúc luôn. Ở chiều sâu mực nước là 60 xăng.